Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy khả năng thọ quả báo làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt, vì sao? Vì khả năng thọ quả báo rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người thọ nghiệp làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng khiến người thọ nghiệp, rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy khả năng tạo nghiệp làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì khả năng tạo nghiệp, rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy khả năng khiến người tạo nghiệp làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì khả năng khiến người tạo nghiệp rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy cái biết làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì cái biết rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy cái thấy làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì cái thấy rốt ráo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy thường làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì thường rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy lạc làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì lạc rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy ngã làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì ngã rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy tịnh làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tịnh rốt giáo còn không có sở hữu, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được này thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô thường làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì vô thường rốt ráo còn không có sở hữu huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến có thể nắm bắt được